và bây giờ xin kính mời quý vị tiếp tục với phần 2 của chương trình ham học và ham đọc cùng với mục sư Nguyễn Văn Hòa thêm phần 2 chủ đề là cầu phước và chia sẻ phước. À, ý mình xin mời mục sư tiếp tục chương trình. Và tôi rất là vui vì chúng ta tiếp tục cái ý niệm làm sao để có phước và làm sao để mình có phước mình mới chia ơn sẻ phước cho người khác điều này nó áp dụng cho cả bản thân, cho gia đình của mình và cho cả cái dòng họ của mình nữa. Cho nên bây giờ người Do Thái đã để lại chúng ta một cái gương rất là tốt là chính Đức Chúa trời đã dạy cho họ và đưa ra cho họ những cái lời hứa và những lời cảnh cáo. Chúng ta đã học về Chúa hứa ban phước nếu chúng ta làm theo ý của Chúa nhưng mà đây là những cái lời cảnh cáo chúng ta cần phải nhớ bởi vì nếu không biết lời cảnh cáo là chúng ta coi thường cái cái lời hứa của Chúa. Tôi xin đọc thêm là nếu ngươi không cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này ghi trong sách này, không kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ này là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thì Đức Chúa Trời sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường, lớn lao và lâu bền, những chứng độc bệnh hung Giống như là ung thư vậy đó, à, virus. Ngài sẽ khiến dán trên các ngươi bệnh hoạn của xứ Ai Cập mà ngươi đã run sợ, và nó sẽ đeo dính vào ngươi. Vả lại các thứ chứng bệnh và tai vạ không có chép trong sách luật pháp này, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ khiến dán trên ngươi cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt đi. Số các ngươi vốn đông như sao trên trời, nhưng mà vì không có nghe theo tiếng của Đức Chúa Trời Nên chỉ còn lại rất ít Những cái điều này thì rất rất là thực tế mình chưa cảnh cáo từ lâu rồi ha Hễ Đức Chúa Trời lấy làm vui mà làm lành Và gia thêm các ngươi thể nào Thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm vui Mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thể ấy các ngươi sẽ bị truất khỏi xứ mình nhận lấy và Đức Chúa Trời sẽ làm tản lạc ngươi trong các dân từ cuối đầu này cho đến cuối đầu kia. Tại đó ngươi sẽ hầu về các thằng khác bằng cây, bằng đá mà tổ phụ các ngươi không hề biết. Trong các nước ấy ngươi không được an tịnh, bằng chân ngươi không được nghỉ ngơi. Nhưng tại đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ, mất mờ yếu về linh hồn, hao mồ. Nhưng điều này rất là ứng nghiệm trong cái đời sống của dân dân giả Thái khi họ bị lưu đày khắp mọi nơi và trong Thế Chiến thứ hai họ đã từng bị tiêu diệt 6 triệu người giả Thái. Những lời Chúa nói bởi vì họ quen đi Chúa trời, họ quen lời của Chúa trong kinh thánh. Sự sống ngươi không chắc trước ngươi, ngài và đem ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình. Bởi cớ sự kinh khủng đầy dễ lòng ngươi và bi cảnh mắt ngươi sẽ thấy, nên sớm mai ngươi nói chơi chi đến tối rồi. Ờ, chiều tối ngươi nó ước gì đến sáng mai rồi nếu chúa trời sẽ khiến cho ngươi đi tàu trở lại xứ giếp tô xứ ai cập bởi con đường mà trước ta đã nói ngươi không thấy nó nữa ở đó ngươi sẽ đem bán mình cho kẻ thù nghịch làm nô lệ và nô tỳ nhưng không có ai mua những cái lời mô tả này nó nó xảy ra trong lịch sử của gian do thái và ngày hôm nay chúng ta cũng cần phải để ý, nếu chúa nói cho một dân tộc như vậy chúa đức chúa trời cũng sẽ nói cho dân tộc việt nam của chúng ta và vì chỉ có một chúa trời và chỉ có một cuốn kinh thánh cho nên chúng ta không có thể bỏ kinh thánh mà mà đi theo cái lý thuyết khác à, bây giờ thì à, chúng ta sẽ đọc thêm về việc kết ước à, làm theo lời của chúa đây là điều mà dân giao thái để lại cho chúng ta. À, tôi xin đọc một phần nữa là này là các lời của sự giao ước mà Đức Chúa Trời dặn bảo Môi-se lập cùng dân Israel. Vậy Môi-se gọi cả dân Israel mà nói rằng: Các ngươi đã thấy mọi điều Đức Chúa Trời làm trong xứ Ai cập trước mắt các ngươi cho Pharaoh, quần thần và cả xứ người. Ông môi là lãnh tụ của dân Do Thái Đã nhắc lại lịch sử của dân Do Thái khi mà Môi-se đưa dân Do Thái ra khỏi xứ Ai Cập. Và đây là một bài học rất lớn. Người ai người Do Thái cũng như người chúng ta bị nô lệ bằng lý thuyết, bằng ý riêng của mình và bị xiềng xích. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn giải thoát ra họ thoát từ bên trong ra bên ngoài như vậy mới có thể được phước và làm theo cái phước của Chúa à, các ngươi đã thấy những phép lạ ta đã làm nhưng cho đến ngày nay đức chúa trời không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết mắt để thấy hay là tai để nghe ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm trong đồng vắng áo sống không cũ trên mình ngươi dài không mòn dưới chân ngươi các ngươi không có ăn bánh uống rượu hay vật chi sai để biết rằng ta đức chúa trời là đức chúa trời của các ngươi khi các ngươi đến chốn này à, là À, đất hứa đó thì các ngươi khá gìn giữ làm theo những lời giao ước này hầu cho các ngươi được may mắn trong mọi việc mình làm và đây là một cái lời khuyên phải kết ước làm theo lời của Chúa chứ không có thể coi thường được và hết thảy các ngươi nào là trưởng tộc các chi phái nào là các trưởng lão các quan cai nào mọi người nam israel những con trẻ và vợ các ngươi khách lạ ở trong trại của ngươi từ người chặt củi cho đến người sách nước ngày nay hãy đến chầu trước mặt đức chúa trời ngươi đặng vào trong giao ước của đức chúa trời ngươi và vào trong lời thề đức chúa trời ngươi lập cùng ngươi ngày hôm nay hầu cho ngày nay ngài lập ngươi lên làm dân của ngài ngài làm đức chúa trời của ngươi Ê như Ngài đã phán cùng ngươi và thề cùng tổ phụ các ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Chẳng phải vì các ngươi mà ta lập giáo ước của lời thề này thôi. Nhưng lập người nào ngày hôm nay đứng tại đây cùng chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Luôn với người nào không có cùng chúng ta trong ngày hôm nay. À, tôi nghĩ đây là những người mà chúng ta là những người sau này á. À, hàng ngàn năm sau thời ông Moses đó nhưng mà lời hứa này á là Chúa ban cho toàn thể thế giới cho các dân tộc và cho chúng ta ngày hôm nay các ngươi biết sự kiều ngụ của chúng ta trong xứ Ai Cập và chúng ta đi ngang qua các nước là làm sao đôi khi đi ngang qua địa phận chúng nó các ngươi đã thấy sự gớm ghiếc của chúng nó những tà thần của chúng nó và những tà thần quái gở bằng cây bằng đá bằng bạc bằng vàng nơi chúng nó đây là vấn đề tâm linh rất là quan trọng. Đức Chúa Trời chỉ có một và thật và Ngài muốn chúng ta đi theo sự giảng dắt của Ngài chứ không phải đi theo những cái triết lý mà đặc biệt là ở Đông Phương quá nhiều triết lý và họ lập lên những cái hình tượng để họ thờ, họ tôn đi rất các thần cha như Ấn Độ là thiên đàng của các thần linh và tôi nói điều này để nói với chính mình và với con em của mình với mọi người là chỉ có tin tưởng và làm theo kinh thánh chúng ta mới thực sự được phước trong các ngươi chớ có người nam người nữ họ hàng hay chi phái nào ngày nay trở lòng bỏ đức chúa trời chúng ta đang đi theo hầu việc các thần của những dân tộc ấy trong các ngươi cũng chớ có rẻ sinh ra vật độc và ngải cứu ai nghe lời thề này chớ có tự khoe nơi lòng mình rằng ta sẽ được bình an dẫu khi ta đi theo sự cứng lòng ta đến nỗi vật được tưới dưới vật bị khô đều cùng hư nát đức chúa trời không khứng tha tội cho ngươi nhưng bây giờ cơn giận và sự kỳ tha của đức chúa trời nổi lên cùng ngươi và hé thảy sự rủa xả ghi trong sách này sẽ chất nặng trên mình ngươi đức chúa trời sẽ xóa tên ngươi khỏi dưới trời và biệt ngươi ra khỏi chi phái của israel để tai họa chiếu theo hết thảy các lời trù ẻo của giao ước đã ghi trong sách luật pháp này đời sau con cháu sanh ra sau các ngươi và người khách ở phương xa đến khi thấy những tai vạ và chứng bệnh mà đức chúa trời đã hành hại xứ này khi thấy toàn xứ chỉ là diêm là muối là trái tiêu không giống gieo không sản vật gì hết chẳng một thứ cỏ nào mọc giống như sự quỷ hoại của sodom và gomorrah ác ma Sebuim bị Đức Chúa Trời phá diệt trong căn thạnh nộ Ngài thì chúng đó và các ngươi sẽ hỏi rằng sao Đức Chúa Trời đại xứ này như thế? Căn cớ của sự thạnh nộ lớn đó này là làm sao? Ngươi sẽ đáp rằng ấy vì họ bội giao ước của Đức Chúa Trời tổ phụ họ đã lập cùng họ khi dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập. Ấy vì họ đi hầu việc và thờ lại các thần mà mình chưa hề biết các thần mà Ngài không phán phát cho. Rồi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời nổi lên à, phần cùng xứ này, nặng dán trên nó cái sự rửa sản ghi trong sách này. Và trong cơn thành nọ, Đức Chúa Trời nổi giận, nổi nóng. Đức Chúa Trời rút dân này khỏi đất họ và ném vào một xứ khác như điều đó hiện có ngày nay. Tôi muốn nhận lại ở đây để chúng ta suy nghĩ một chút là tất cả những gì xảy ra trong lịch sử của một dân tộc lịch sử của đời người nó tùy thuộc vào việc chúng ta làm theo lời của chúa chúng ta có muốn liên hệ với Đức Chúa trời hay chúng ta đầu phục ngài hay là chúng ta khước từ ngài và đây là một bài học rất là lớn của người do thái để ra ngày hôm nay để chúng ta được phước chúng ta phải vâng lời chúa tôi gọi là thờ trời đó nhưng mà nếu mà chúng ta từ chối Chúa thì chúng ta phải chấp nhận lấy số phận hết hay là rủi ro rất là đơn giản như vậy very simple à cha mẹ đều nói ba má đã chọn được con đường đi lên các con cũng nên đi theo ba má và nếu mà các con vâng lời cha mẹ thì các con sẽ được phước nếu các con không vâng lời cha mẹ các con sẽ mất phước rất là đơn giản như vậy. Dạ, dạ vâng, cảm ơn mùa sư và xin mời quý vị tiếp tục đón xem tiếp phần 3 của chương trình Hàng học hành đọc với chủ đề Cầu Phước và chia sẻ Phước cùng với mùa sư Nguyễn Văn huệ Ý mình cảm ơn quý vị, cảm ơn mùa sư. Ừ, cảm ơn.